Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới được các cấp ủy Đảng huyện Mường Lát xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, thực tế ở các thôn bản trên địa bàn huyện Mường Lát những năm gần đây, việc phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn. Bản Pù Quan, xã Pù Nhi có 100% dân số là người Dao. Năm 2011, chi bộ bản Pù Quan được thành lập với 3 đảng viên. Sau 8 năm, đến nay chi bộ cũng chỉ có 7 đồng chí. Tức là trung bình 2 năm, chi bộ mới kết nạp được một đảng viên mới. Số lượng đảng viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi buổi họp chi bộ định kỳ cũng ít khi có đủ đảng viên tham gia. Vì chồng đi làm ăn xa với con cái còn nhỏ, không ở gần ông bà nên là một mình nhiều lúc cũng phải lên nương lên rẻ đi làm rồi về nhà lo con cái, cho con cái ăn xong thì nhiều lúc cũng khuya rồi mình cũng không đi tham dự đầy đủ được. Do trình độ văn hóa của tất cả đoàn viên và cái thứ hai nữa là do cái sự khó khăn của thôn bản nên là tất cả thanh niên là đều đi làm ăn xa, cho nên là mỗi khi để muốn tạo nguồn để phát triển đảng nó rất chi là khó. Xã Pù Nhi có 11 bản với dân số khoảng 5.300 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 96%. Liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019, địa phương này không đạt mục tiêu phát triển đảng viên mới, thậm chí có bản không kết nạp được thêm đảng viên nào. Đây cũng là thực trạng chung trong công tác phát triển đảng của toàn huyện Mường Lát hiện nay. Năm 2018, huyện đặt ra chỉ tiêu phát triển 145 đảng viên mới, nhưng chỉ kết nạp được 121 đồng chí. Năm 2019, chỉ tiêu là 120, nhưng đến thời điểm hiện tại mới chỉ kết nạp được 69 đảng viên. Mục tiêu của năm 2020 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các chi bộ là rà soát lại cái số lượng đoàn viên thanh niên, là phấn đấu là kết nạp được mỗi chi bộ là 1 đến 2 đảng viên. Tuy nhiên là qua rà soát thì chúng tôi nhận thấy là có một số chi bộ là không có cái nguồn để đào tạo bồi dưỡng. Từ 2 năm nay nó có một cái là rất khó khăn trăn trở cho Mường Lát. Đó là hiện nay là lớp trẻ đi làm ăn xa. Cái nguồn mà để giới thiệu cho đảng thì nó ít hơn. Vào đảng là đảng viên là người tốt, để người tiêu biểu, để hướng dẫn rồi là dẫn dắt cho lớp các cháu sau này, nhưng mà họ là có cái tầm nghĩ của họ nó khác. Đáng lẽ vào đảng viên không phải làm một cái chức nhỏ nhỏ ở trung bản, phải không? Là trưởng bản hoặc là bí thư chi bộ gì đó, nhưng mà vào chả được làm cái gì cả. Cho nên nhiều cái là họ cũng chán nản. Và thực tế nếu như chúng ta không tập trung, không tuyên truyền để cái này thì dần dần nó sẽ tái trăng tái ghép. Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 93% dân số, quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số tại huyện Mường Lát không chỉ nhằm tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ cho vùng dân tộc, mà còn là cơ sở phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng cho địa phương. Vì vậy, các cấp ủy đảng huyện Mường Lát đề ra quyết tâm và những giải pháp mang tính lâu dài để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo. Trong năm 2019, huyện Hậu Lộc triển khai 10 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách huyện. Để các công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các nhà thầu tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án kè sông Trà Giang đoạn qua thị trấn Hậu Lộc có chiều dài 2,3 km là một trong những dự án trọng điểm của huyện Hậu Lộc trong năm 2019. Để đảm bảo tiến độ thi công, huyện Hậu Lộc đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đốc thúc nhà thầu thi công đúng tiến độ. Đến nay, công trình đã thi công được hơn 90% khối lượng, hạng mục kè bê tông đã hoàn thành, chỉ còn các hạng mục như lắp đặt lan can, đèn đường và hoàn thiện tuyến đường hai bên bờ sông. Để hoàn thành được đúng cái tiến độ được giao, thì đơn vị chúng tôi hiện nay đã tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, con người tập trung làm tăng ca, tăng giờ để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ thi công hoàn thành trong 30 tháng 11 là công trình sẽ hoàn thành. Trong năm 2019, huyện Hậu Lộc triển khai thi công 10 dự án, trong đó có 6 dự án hạ tầng giao thông thủy lợi, 4 dự án công trình dân dụng với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 353 tỷ đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công,
Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã thành lập 7 hội đồng giải phóng mặt bằng để phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết những vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ thủ tục, bản vẽ thiết kế. Các dự án đều phải đặt ra tiến độ cụ thể cho từng giai đoạn thi công. Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, huyện yêu cầu phải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thi công bù khối lượng cho thời gian chậm. Ban quản lý dự án thì đã chỉ đạo các cái đơn vị thi công tập trung mọi cái nhân lực, vật lực, máy móc, phương tiện theo đúng cái hồ sơ dự thầu và triển khai cái dự án theo cái từng bước. Và trong cái quá trình triển khai thì ban quản lý dự án là chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan như tư vấn giám sát là thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát về tiến độ, chất lượng của công trình. Đến thời điểm đầu tháng 11 năm 2019, nhiều dự án trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã cơ bản hoàn thành với khối lượng thực hiện đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho hai xã Cát Vân và Xuân Bình của huyện Như Xuân. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của hai xã tăng từ 20 lên 40 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%, trên 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn sạch đẹp. Mỗi xã cũng đã huy động được trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, trường học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các xã cũng luôn chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế đất đai địa phương, khuyến khích con em trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập cho người dân, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của huyện, báo cáo thẩm định của các sở ngành, đoàn thẩm định đã thống nhất hai xã Xuân Bình và Cát Vân của huyện Như Xuân hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện để trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp được xem là tài sản vô hình và đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, coi đây là chiếc cầu nối hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển bền vững. Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải, là từng ấy thời gian doanh nghiệp này bền bỉ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh. Với doanh nghiệp, văn hóa chính là việc tạo ra môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện, cởi mở để nâng cao hiệu suất công việc. Nhờ vậy, thời gian qua, doanh nghiệp đã phát triển tốt về thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Thế thì hiện nay Mai Linh Hóa là cũng đã có gần 1.000 đầu xe hoạt động tại thị trường Thanh Hóa và số lượng cán bộ nhân viên là cũng hơn 1.000 cán bộ nhân viên. Thì phải nói là trong cái qua cái văn hóa doanh nghiệp mà xây dựng lên thì thực sự là nó cũng tác dụng rất lớn đến cái việc phát triển doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự ổn định. Trong bối cảnh hội nhập và thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ các doanh nghiệp đã gia nhập thị trường lâu năm mới quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mà ngay cả những doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp cũng rất chú trọng coi văn hóa là tài sản giá trị của doanh nghiệp. Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã đưa cái văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc, từ đó nó tạo ra cái tinh thần làm việc, cái tinh thần nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Với đặc thù là doanh nghiệp thương mại, từng cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp phải thường xuyên gặp gỡ bạn hàng, đối tác, từ đó nó xây dựng được cái giá trị niềm tin cho bạn hàng, đối tác. Thanh Hóa hiện có trên 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mỗi doanh nghiệp sẽ có cách làm khác nhau để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh với khách hàng. Thực tế đã cho thấy, doanh nghiệp chỉ có thể làm ăn phát đạt và phát triển bền vững khi chú trọng xây dựng những giá trị cốt lõi về chất lượng, tính chuyên nghiệp, quan tâm đến khách hàng và có trách nhiệm với cộng đồng. Việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đã tạo tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất kinh doanh thì các cái vị trí công việc thì đều trách nhiệm được các cái ý thức công việc của mình về chuyên môn cũng như là trong các cái vận hành công nghệ, quy trình công nghệ tạo ra được các cái môi trường làm việc tốt để có được những sản phẩm tốt như năm 2019 này thì với cái văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng tôi đã tác động đến cái kết quả sản xuất kinh doanh rất là tốt,
đó là tăng trưởng hơn năm 2018 về doanh thu là tăng gấp đôi. Theo các chuyên gia kinh tế, văn hóa doanh nghiệp thuộc giá trị tài sản vô hình quý giá và giá trị này chiếm đến 75% giá trị doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng được nền tảng văn hóa tốt, sức cạnh tranh cao đồng nghĩa với doanh nghiệp đó được thị trường chấp nhận và tin tưởng. Mặt khác, văn hóa doanh nghiệp cũng được coi như một lợi thế cạnh tranh, bởi giờ đây người tiêu dùng rất quan tâm đến hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm và cả trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng ra sản phẩm, dịch vụ mà mình đang sử dụng. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được coi là nguồn năng lượng tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy nhiên, qua gần 2 năm triển khai thực hiện luật, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hóa vẫn chưa được hưởng những ưu đãi mà luật đưa ra. Nguyên nhân là hành lang pháp lý hướng dẫn các quy định của luật vẫn chưa đầy đủ và nhiều doanh nghiệp còn thiếu thông tin về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp này cho biết do mới thành lập nên còn gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt bằng kinh doanh, kết nối thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để đứng vững trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, doanh nghiệp rất cần được tiếp cận những chính sách theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như thực trạng của doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi muốn được hỗ trợ về cái chính sách về thuế, đặc biệt là cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Và thứ hai nữa là về cái chất lượng nguồn nhân lực, cũng như là cái chính sách đào tạo được hỗ trợ. Nhưng hiện tại thì doanh nghiệp chưa được tiếp cận với những các cái sự hỗ trợ từ cái luật đấy. Thì cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới thì luật sẽ thực thi và sẽ được áp dụng một cách hiệu quả hơn, cũng như là phổ biến rộng rãi hơn. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có 3 điểm đột phá nổi bật là hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị và khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngành địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa được thụ hưởng nhiều từ các chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, giảm thuế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, tư vấn pháp lý. Ngoài nguyên nhân do hành lang pháp lý hướng dẫn các quy định của luật chưa đầy đủ, chưa có một đầu mối thống nhất cung cấp các thông tin về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và do khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp hạn chế, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn thiếu thông tin về luật. Để cái luật doanh nghiệp nhỏ và vừa nó có hiệu quả hơn thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thiết nghĩ là đối với cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp mới vừa thành lập cũng như là các doanh nghiệp đang duy trì, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có những cái hiểu biết tận tình hơn nữa trong cái việc là các cái nội dung trong chính sách hỗ trợ để cho các doanh nghiệp thực hiện nó tốt hơn và có hiệu quả hơn. Thanh Hóa hiện có trên 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 90%. Với lực lượng đông đảo, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang rất kỳ vọng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tháo gỡ để luật thực sự đi vào cuộc sống, mang tới sự thay đổi về chất cho doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy nuôi dưỡng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Thời gian gần đây, kinh doanh thương mại điện tử, nhất là kinh doanh qua các trang Facebook, Zalo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng nở rộ và khẳng định được tính tiện dụng vượt trội. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, việc kinh doanh trên thương mại điện tử cũng làm phát sinh nhiều vấn đề về chất lượng hàng hóa, đòi hỏi sự vào cuộc của ngành chức năng, sự minh bạch của đơn vị kinh doanh và sự thông thái của người tiêu dùng. Do đặc thù công việc bận rộn và cũng bởi tính tiện lợi, chị Khương Hồng Vân ở thành phố Thanh Hóa thường xuyên mua hàng trên mạng. Theo chị Vân, chỉ cần một click chuột vào các trang mua bán online là chị có thể mua được bất kỳ sản phẩm nào theo nhu cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chị Vân cũng hài lòng về chất lượng, mẫu mã sản phẩm khi đặt mua qua mạng. Mới đây nhất, khi đặt mua một chiếc áo qua mạng, chị đã phải thất vọng vì sản phẩm nhận về khác xa với mẫu mã, chất lượng so với quảng cáo trên mạng. Khi mà nhận về thì dở ra thì nó khác hoàn toàn so với cái hình mẫu, thì có gọi điện lại thì lại không nghe máy, gọi đi gọi lại shop đấy cũng không nghe máy, rồi có phản hồi lại trên Facebook thì cũng không thấy nó trả lời và nó chặn luôn Facebook, thì lúc đấy mới biết là đã bị lừa rồi. Theo thống kê của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến có xu hướng tăng dần đều ở mức trên 20% một năm. Tỷ lệ người mua sắm qua thiết bị di động đã tăng từ 15% năm 2013 lên 72% năm 2019.
Tuy nhiên, về mức độ hài lòng của khách hàng chỉ đạt 46%. Với đặc thù của các giao dịch thương mại điện tử là người bán, người mua không trực tiếp gặp nhau, người mua cũng không tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, nên xảy ra trường hợp hàng giao không đúng như sản phẩm được giới thiệu về cả mẫu mã và chất lượng. Nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng những kẽ hở của thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, thậm chí lừa đảo người tiêu dùng. Không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, những tổ chức cá nhân bán hàng kém chất lượng trên thương mại điện tử còn gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị kinh doanh chân chính. Có những cái đơn vị sẽ bán những cái thực phẩm là không thật sự là sạch mà lại treo cái mác là thực phẩm sạch. Thì khi đấy thì họ như là những cái con sâu làm rồng đợi canh và nó sẽ gây cái đến cái tác động đến cái tâm lý của người tiêu dùng. Và người ta sẽ nghĩ là à ở đấy lại bán nói là thực phẩm sạch đấy nhưng mà thực ra lại là thực phẩm bẩn. Đấy thì điều đấy thì sẽ gây ảnh hưởng đến cho những cái cửa hàng mà làm thực phẩm sạch một cái cách nghiêm túc. Phía người tiêu dùng thì đề nghị mọi người khi mua hàng trực tuyến này thì chú ý thứ nhất là chọn những công ty được nhà nước đồng ý để bán hàng trực tuyến. Để sau này có vấn đề gì người ta sẽ chịu trách nhiệm với người tiêu dùng. Cái thứ hai là cũng phải có những cân nhắc rất là kỹ trước khi mình quyết định mua hàng trực tuyến. Trước thực trạng trên, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đang tăng cường triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử. Đồng thời kiên quyết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn. Những năm gần đây, để phát triển du lịch cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, Thanh Hóa đặc biệt chú trọng liên kết với các địa phương trong cả nước, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều tour tuyến hấp dẫn. Với vị trí là cầu nối giữa miền Bắc và miền Trung, Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi để hợp tác hiệu quả với các tỉnh thành vùng miền trong nước. Bằng nhiều nỗ lực, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực xây dựng chương trình, đấu nối và tạo được sự liên kết, hợp tác trong lĩnh vực du lịch với nhiều địa phương trong nước và quốc tế. Điển hình là các chương trình hợp tác du lịch Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình, Thanh Hóa Đà Nẵng Quảng Nam, Thanh Hóa Ninh Bình Quảng Ninh, Thanh Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa Đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Hóa Hủa Phăn, tour du lịch Quan Sơn Viêng Say, Thanh Hóa các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Cùng với đó, Thanh Hóa cũng tích cực phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành lớn trong và ngoài nước, tổ chức khảo sát các khu điểm dịch vụ du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh để xây dựng tour tuyến kết nối du lịch với Thanh Hóa. Đối tượng khách của mình về để mà đưa đón khách về đến Thanh Hóa thì có lẽ là đối với tượng đó là những người khách như cựu chiến binh, bởi vì với các di tích như Lam Kinh hoặc là như Thành Nhà Hồ này là như vậy là rất là thu hút đối với tượng với khách lớn tuổi. Thế còn về như cái tuyến Pù Luông thì lại sẽ phù hợp hơn đối với đó là chính là khách nước ngoài. Thì hiện nay thì bên công ty tôi đang xây dựng đó là chính là hai mạnh về hai thế, đó là đưa khách nước ngoài vào Việt Nam thì và khách. Sắp tới thì mình qua cái chuyến đi này, sắp tới mình sẽ khai thác cái tuyến đó là dành cho các cựu chiến binh để đi tham quan cái tuyến đó là khu di tích Lam Kinh và Thành Nhà Hồ này thì rất là đặc sắc. Việc hợp tác giữa các địa phương đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong cả nước của Thanh Hóa không chỉ góp phần tạo ra nhiều tour tuyến sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, mở rộng thị trường khách du lịch mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt động du lịch giữa các địa phương trong cả nước. Từ đó tạo cơ hội cho Thanh Hóa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến thu hút đầu tư, quảng bá du lịch và phát triển thị trường, tạo dựng sản phẩm du lịch liên kết, điều phối tuyến du lịch từ Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố liên kết và ngược lại. Sau cái ký biên bản hợp tác liên kết thì phải nói là chỉ đạo của các ngành cũng như vào cuộc của Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp có một cái nối kết rất tốt. Đặc biệt là khi có những các cái sự kiện lớn của tỉnh và các cái nối tour xây dựng điểm đến thì các doanh nghiệp đã vào cuộc. Theo cái quan điểm chúng tôi và doanh nghiệp là xóa dần cái tư tưởng du lịch thời vụ của tỉnh Thanh Hóa. Xác định liên kết là xu thế tất yếu. Thời gian tới Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch với các địa phương trên tinh thần các bên cùng có lợi và có trọng tâm trọng điểm. Để thực hiện được mục tiêu này, các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch trong tỉnh cần phải xây dựng được các sản phẩm chất lượng, tạo ra sự khác biệt, gia tăng cơ hội trải nghiệm nhằm đổi món cho du khách khi tham gia vào các tour liên kết giữa các địa phương. Có như vậy thì việc liên kết,
mới ngày càng hiệu quả, tạo nên tính cạnh tranh và nét riêng thu hút du khách. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim bẩm sinh cửa sổ chủ phế là bệnh hiếm gặp, có thể gây suy tim và tử vong rất sớm ở trẻ. Với việc triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật, lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã can thiệp thành công cho một bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh cửa sổ chủ phế. Ngay từ khi sinh ra, bé Nguyễn Thị Bình An quê ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh cửa sổ chủ phế. Dù đã 13 tháng tuổi nhưng An chỉ nặng 7kg, thể trạng gầy gò ốm yếu. Bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy tim, viêm phổi nặng. Do bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, hiếm gặp, nên sau khi cân nhắc, các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp can thiệp tim mạch bằng cách đưa dụng cụ qua mạch máu từ đùi lên tim. Kỹ thuật này giúp trẻ phục hồi nhanh hơn so với một tim hở và không để lại sẹo trên cơ thể. Hiện tại, sức khỏe của bé An đã ổn định, không sốt, nhịp tim dần trở về bình thường. Các bác sĩ bảo là có hai phương pháp, một là bít dù, hai là mổ phanh. Bác sĩ bảo là nên khuyên người nhà là bít dù thì là hồi phục nhanh và không mất máu. Thì gia đình tôi đồng ý để bít dù với cháu. Bác sĩ đã bít dù thành công được thứ tư tuần trước. Bít dù xong được mấy tiếng đồng hồ thì cháu ngồi dậy ăn uống bình thường, hơi thở tốt hơn ạ. Sức khỏe cũng hồi phục nhanh. Với việc can thiệp thành công đối với bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh cửa sổ chủ phế, một dạng bệnh tim bẩm sinh nặng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ tiếp tục đưa thêm các kỹ thuật mới vào điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ. Sắp tới của chúng tôi là phát triển tiếp những cái kỹ thuật can thiệp cấp cứu và những cái can thiệp nâng cao hơn của cái kỹ thuật hiện tại, ví dụ như là những cái trường hợp đặt stent ống động mạch cấp cứu để cứu những cái trẻ bị tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch, nong van hoặc đục van động mạch phổi cấp cứu ở những cái trẻ mà có teo tịt van động mạch phổi để cấp cứu cho trẻ sống. Rồi những cái kỹ thuật cao hơn như là đặt cái van động mạch phổi qua da, van động mạch chủ qua da thì cũng đang được nghiên cứu để triển khai. Để chẩn đoán và can thiệp kịp thời cho bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã từng bước đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Đến nay, bệnh viện đã can thiệp điều trị thành công cho hơn 1.000 trẻ bị mắc bệnh lý tim bẩm sinh thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch, hẹp van động mạch phổi, hẹp eo động mạch chủ. Việc làm chủ kỹ thuật khó trong điều trị bệnh tim của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ góp phần giúp các gia đình bệnh nhân giảm bớt gánh nặng về chi phí điều trị, giảm áp lực quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Qua đó, mở ra cơ hội đem lại những trái tim khỏe mạnh cho trẻ em trên địa bàn Thanh Hóa. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường tiểu học xã Điền Lư và trạm y tế xã Ban Công. Hiện tại, trường tiểu học xã Điền Lư có 25 lớp ở 2 điểm trường, với 601 học sinh. Tuy nhiên, do xây dựng từ năm 1980, lại là nhà cấp 4 nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Để giúp các em học sinh và thầy cô giáo yên tâm giảng dạy học tập, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã hỗ trợ nhà trường 3 tỷ đồng để xây mới một điểm trường với 6 phòng học, có trang thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ dạy học. Cũng trong dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp xã Ban Công, huyện Bá Thước xây mới một trạm y tế xã với quy mô 13 phòng chức năng và mua sắm thêm các trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tại buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng đã trao tặng huyện Bá Thước 18 tỷ đồng theo chương trình nghị quyết 30A về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo của chính phủ giai đoạn 2009-2020 nhằm giúp huyện xây dựng các công trình phúc lợi và chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Đây là năm thứ 10 Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện chương trình này với rất nhiều hoạt động hiệu quả như đưa Internet vào các trường học, thực hiện chương trình Trái tim cho em, vì em hiếu học và tặng bò giống giúp các gia đình nghèo khó khăn phát triển kinh tế. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.